giờ học quý báu để làm mấy chuyện này. Cái này đã được ghi ở trong sơ yếu lý lịch lớp 3 rồi mà, không phải hay sao? Không cần suy nghĩ nữa đâu mọi người. Nào nào các em, vậy cuộc bầu phiếu bắt đầu được rồi chứ? Dạ thưa cô. Bầu phiếu người mình thích. Các em hãy viết vào tờ phiếu tên người bạn khác giới mà mình thích nhất nha. Nè nè, bạn định viết tên bạn nào vậy? Nói cho mình nghe cái có được không vậy? Không. Cô ơi cô, không có ai mình thích để viết vô thì sao? Sao mà có chuyện đó được, em hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Rồi em sẽ nghĩ ra một bạn nào đó thôi mà. Đúng vậy đó, nhất định phải có một người nào mà bạn thích nhất chứ. Kia kìa, ở bên đó đó. Bạn nói cái gì vậy chứ? Tại sao mình phải viết tên bạn ấy? Mình thích con trai có làn da trắng và nhìn giống một mọt sách đó. Và là người mà mình có thể chọc ghẹo. Mình thích kiểu con trai như vậy đó, bạn không nhớ sao? Mấy đứa con trai mà thích thể thao, nói thật với bạn hả, không phải gu của mình đâu. À, thì ra là vậy sao? Vậy kiểu bạn thích là sơn hôn rồi. Cũng phải ha. Sơn hôn là hoàn hảo nhất, rất tốt bụng, là dễ thương và còn thân thiện nữa. Nhưng mà nè, bạn ấy giống em trai của mình lắm. Quan trọng một điều là bạn ấy không có hài hước một chút nào hết á. Nhưng mà cha đua à, đây chỉ là bỏ phiếu người mình thích mà, đâu phải bỏ phiếu tìm hình mẫu của bạn đâu. Nhưng mà mình nghĩ nếu người bạn đó thích đọc truyện tranh thì có phải là cùng sở thích với mình hay không? Thật tuyệt vời nếu gia đình người bạn đó có một siêu thị hay một nhà hàng thì càng tốt. Còn một điều nữa, vì mình học không được giỏi cho lắm nên mình muốn người bạn đó phải học giỏi để có thể làm bài tập về nhà cho mình. Và mình thì không có anh trai, vì vậy sẽ rất là hoàn hảo nếu như người bạn đó có 3 người anh trai. Được rồi, rất đơn giản nhưng rất chi tiết và rõ ràng. Tổng kết từ những gì bạn vừa nói thì... Trời đất ơi, nãy giờ bạn đã viết những điều đó ra luôn đó hả? Bây giờ mình sẽ lặp lại nha. Từ từ, đợi một chút. Giống như vậy nè. Xong rồi, Minji à, bây giờ bạn nói thử đi. Đầu tiên là phải da trắng. Đúng như vậy. Trắng như cái bánh hấp mới chịu nha. Không đam mê thể thao và không được phản ứng nếu như bị bạn chọc ghẹo, có đúng vậy không? Chính xác 100%. Bạn đúng là thông minh lắm luôn đó. Chắc hẳn bạn đọc nhiều sách lắm ha Minji. Đây chỉ là mấy điều cơ bản thôi mà. Bạn ấy không chơi các môn thể thao. Gia đình của bạn ấy phải kinh doanh siêu thị hoặc nhà hàng. Đúng vậy, đây là phần quan trọng nhất. Nếu vậy bạn ấy cũng ăn rất nhiều đúng không? Cuối cùng mình đã hiểu được rồi. Rất thân thiện đúng không nào? Là một người vừa thích đọc truyện tranh lại vừa học giỏi và còn có 3 người anh trai vậy thì... Đợi một chút. Cái này... Trời đất ơi, phải rồi ha. Tốt lắm, vậy thì mình sẽ viết tên của bạn vào tờ phiếu này. Cái gì chú? Cha đu à, bạn phải viết tên của một người bạn khác giới mà. Bạn viết tên ai vậy? Đây là bí mật đúng không? Mình biết ngay. Không nói đâu. Nè mấy bạn ơi, mấy bạn viết tên của ai vậy? Hè, không nói cho bạn biết đâu. Chuyện này là bí mật. Thôi được rồi, có gì to tát đâu. Hai bạn không chịu nói thì thôi đi. Ai vậy hả? Nói mau đi, không chịu nói đúng không? Bạn hỏi mấy chuyện đó là ảnh gì chứ? Cha cha đu à, với bạn thì một phiếu cũng không có đâu, đừng mơ ha. Hả? Vậy sao? Lý Anh Huy, bạn cũng sẽ không có phiếu nào đâu. Cái gì chứ? Hai bạn đừng có ở đó cãi nhau nữa mà. Những người không có phiếu bầu thì phải tốt với nhau chứ. Nói cái gì? Không đâu, cha đu sẽ không bị phiếu trống đâu. Mình chắc chắn ít nhất cha đu sẽ được một phiếu bầu. Nè, Lý Dân Sức, bạn đang nói cái gì vậy? Đúng mà, cha đu có một phiếu bầu ở đây rồi nè. Cho cha đu sướng quá ta. Nhận được tình cảm của các bạn nam tuyệt vời như vậy. Nè, Lý Anh thôi. Được rồi, mình sẽ không nói nữa. Hạng nhất mà trêu chọc hạng bét như vậy thấy hơi tàn nhẫn có đúng không? Cái gì chứ, ai hạng nhất hả? Bạn không biết hay sao mà hỏi, không cần phải nói lần hai. Phiếu dành cho nữ hạng nhất là mình chứ còn ai nữa. Sao có thể như vậy được? Mắc cười quá đi
Choi Chadu. Chadu à, bây giờ không phải là lúc cười đâu mà. Phải rồi ha. Cô đã nói là viết tên bạn khác giới rồi mà. Phiếu của Chadu thì viết tên của Minchi, còn Ân Huy thì lại tự viết tên của mình vào phiếu bầu. Như vậy thì hai phiếu này coi như không hợp lệ rồi nha. Xấu hổ quá đi mất. Xấu hổ quá đi mất. Thiệt là xấu hổ quá đi. Hầu hết các bạn nam trong lớp đều bầu chọn cho một bạn nữ. Bạn Kim Minchi đã giành giải nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúc mừng bạn nha Minchi. Cảm ơn bạn nha Chadu à. Đúng là bất ngờ thiệt. Minchi đứng hạng nhất. Bây giờ có thể nói thật cho mình biết rồi có đúng không? Bạn đã viết tên ai? Không, mình đã nói là mình không muốn nói cho bạn biết mà. Đúng vậy, kết thúc rồi mà. Sao bạn cứ muốn biết vậy chứ? Mình đã viết tên bạn Kim Minchi. Mình cũng viết giống như vậy luôn. Chắc chứ hả? Đáng lẽ phải nói sớm cho mình biết chứ. Mình cũng viết tên Minchi luôn. Mình cũng vậy nè. Wow, Minchi thật sự rất được mọi người yêu mến ha. Nhưng mà tại sao chứ? Nè nè, bạn cũng được yêu mến mà Chadu. Bạn đều nhận được hai phiếu từ Yunset và Sơn Hun mà. Tại sao mấy đứa con trai đều thích Minchi chứ? Nè mấy bạn ơi. Tại sao Minchi lại được yêu mến sao? Mấy đứa con trai thường thích kiểu bạn nữ như vậy đó. Tụi mình thật sự không thích kiểu con gái công chúa tiểu thư đâu. Vậy sao? Bạn ấy dễ thương mà, có đúng không hả Đanh Ghi? Bạn nói Minchi hả? Phải đó, gương mặt của bạn ấy cũng rất dễ thương. Mấy bạn à, Minchi đâu có dễ thương tối như vậy đâu. Mắt của bạn ấy nhìn nhỏ xíu y như cái khuy áo vậy đó. Mắt của mình đúng là không được hai mấy. Nhưng mắt của mình không phải là to hơn mắt của bạn ấy sao? Đúng rồi, bạn chính là người có đôi mắt to nhất lớp, ai cũng biết mà. Chắc chắn là vậy rồi. Phải đó, bạn cũng dễ thương mà Chadu. Cái gì? Thiệt vậy không? Thiệt, nhưng mà bạn không phải mẫu người của tụi mình. Cái gì? Các bạn dám kêu sấm sét 4 trong 1? Các bạn cũng không phải là mẫu người của mình đâu, biết chưa? Cử chỉ của bạn ấy nữ tính thiệt đó. Đúng là giả tạo mà. Lúc đi với mình, bạn ấy có làm như vậy đâu. Đúng rồi, bạn nói rất đúng. Anh Huy phiếu trống, bạn ở đây khi nào vậy? Kết quả của một cuộc khảo sát có nói rằng, nếu một người đẹp trai đi ngang qua các cô gái, thì các cô gái thường đổ dồn nhìn về phía chàng trai đó. Đương nhiên rồi, thì để mắt chạm mắt chứ sao nữa. Còn nếu một người con gái xinh đẹp đi ngang qua các chàng trai, thì các chàng trai sẽ né tránh và phớt lờ cô gái đó. Điều đó cho thấy đám con trai rất là nhát gan, đúng không? Hời đám người ngốc nghếch này. Bạn suy nghĩ thử đi Chadu. Họ thà chọn một cô gái tốt bụng còn hơn là chọn một cô gái hoàn hảo về mọi mặt. Đúng là quá ngốc nghếch. Thật vậy hả? Còn nữa, họ thích một đóa bồ công anh trên cánh đồng hơn là một đóa hồng xinh đẹp nhưng mà có đầy gai nhọn. Đúng là một đám con trai hèn nhát. Thì ra là như vậy. Bây giờ thì mọi thứ đã rõ ràng rồi. Anh Huy à, chúng ta là những đóa hoa hồng. Đúng vậy, mình là hoa hồng trắng, bạn là hoa hồng đen. Mình xinh đẹp hơn bạn bởi vì mình đã nhận phiếu trống mà. Nhưng mà không sao hết, mình cũng sẽ chấp nhận bạn. Cảm ơn bạn nha, anh Huy à. Lần sau, mình cũng sẽ cố gắng để nhận phiếu trống giống như bạn vậy. Đừng có nhảm nhí vậy chứ. Hoa hồng trắng, hoa hồng đen, ngay cả con chó đi qua đường cũng phì cười. Minchi vừa hiền lành vừa thân thiện nên đám con trai mới thích bạn ấy thôi. Còn hai bạn, một người nhận phiếu trống, một người thì nhận được hai phiếu. Lý do là hai bạn quá bình thường và cũng chẳng thân thiện, cho nên đám con trai mới không thích thôi. Cái gì? Vậy sao bạn còn viết tên của mình? Bởi vì sở thích của mình hơi kỳ lạ một chút. Trang Sơn Hun, bạn cũng vậy có đúng không? Cho nên tụi mình mới... Yunset à, bạn không sao chứ? Yunset à. Cái gì? Chúng ta quá bình thường sao? Những kẻ hèn nhát này các bạn dám nói vậy hả? Tưởng nói mấy lời đó có thể thay đổi được tụi mình hay sao? Không bao giờ có chuyện đó. Trò bỏ phiếu bình chọn ngốc nghếch đó, tụi mình không bận tâm. Đương nhiên rồi. Hoa hồng đen với hai phiếu bầu. Hoa hồng trắng phiếu trống. Không thèm đâu.
nói rồi kìa. Là hai bạn đó hả? Ôi trời ơi, mấy bạn có bị làm sao không? Có bị thương ở đâu không vậy? Tụi mình đưa mấy bạn tới phòng y tế nha, chịu không? Sao hai bạn bị sao vậy? Hồi nãy hai đứa mình đã đi nói với cô giáo rồi. Hôm nay hai tụi mình muốn các bạn bầu lại phiếu khác. Nhưng mà tụi mình tuyệt đối không phải là vì chuyện bầu phiếu mà làm như vậy đâu nha. Chúng em cảm ơn cô. À đúng rồi, cả lớp nè, các em biết tuần sau có cắm trại đúng vậy không? Dạ. Yeah. Tụi em biết chứ, vì kỳ nghỉ và cắm trại là trách nhiệm của học sinh mà. Shadow à, chưa đến ngày cắm trại nhưng Don Don đã mua sẵn bánh kẹo để dành rồi đó cô. À, thiệt là xấu hổ quá đi, mà đang hết rồi nên phải mua lại thôi. Em thiệt là trong chuyến cắm trại này cô cần một bạn xung phong để tham gia vào cuộc thi tài năng. Gì vậy? Không có ai sao? Nếu các em tham gia, các em sẽ nhận được dụng cụ học tập đó. Trời cô ơi, chỉ dụng cụ học tập sao? Giờ có ai còn muốn mấy cái đó nữa? Không có ai hứng thú hết. Vậy sao? Nếu vậy thì cô cũng hết cách. Vì người tham gia sẽ được tặng phiếu ăn miễn phí tại quán con mèo. Là ảo thuật hay trò hề? Cô sẽ báo với nhà trường là lớp mình không có ai tham gia cuộc thi tài năng ha. Quán ăn giặt con mèo sao? Món bánh kẹo ở đó nổi tiếng về sự kết hợp hoàn hảo giữa vị ngọt và cay, tạo nên một hương vị tuyệt vời. Mình phải ăn mới được. Mời cô, cho em đi. Em sẽ tham gia thử. Nè, cho chai đu. Bạn có thử thì cũng không làm được đâu. Sao không lôi xuống nhường cho người khác đây? Bạn nói cái gì hả? Bạn chỉ giỏi ăn, giỏi nói và giỏi chơi đùa thôi à. Cô ơi, em nghĩ các bạn trong lớp cũng nghĩ giống như em, cho nên mình loại cha đu ra đi cô. Dạ thưa cô, không giấu gì cô và các bạn, em có 12 tài năng lận. Chuyện đó quá vô lý. Thiệt là, các em làm gì vậy? Sau buổi học ngày thứ hai, cô sẽ chọn đại diện để tham gia. Thưa ba mẹ con mới về. Bây giờ mình phải làm cái gì đây? Mình cần phải tìm ra tài năng nào thật nổi bật để thu hút mọi người mới được. Ba ơi, Nurumchi ơi. Chadu con về rồi sao? Có chuyện gì vậy ba? Không lẽ ở trong nhà có ăn trộm hả? Chadu à, con cẩn thận đó. Chadu à, bình tĩnh đi. Ba của con đang luyện tập chiêu ảo thuật trốn thoát đó. Ảo thuật trốn thoát? Ôi trời ơi, em biết ngay sẽ vậy. Anh đã nói em phải trói đúng hướng dẫn trong sách rồi mà. Ôi trời ơi, bầm hết trơn rồi nè. Cái anh này, bố cứ làm như vậy thì đều là ảo thuật hết sao? Lừa đảo đó. Em mang nói cho cẩn thận. Ảo thuật chính là nghệ thuật. Ảo thuật là loại hình biểu diễn nghệ thuật tuyệt vời nhất. Những nhà ảo thuật rất tuyệt vời. Họ có thể làm tượng nữ thần tự do biến mất và có thể đi xuyên qua vạn lý trường thành. Cho dù bị còng tay hay là bị trói thì họ cũng có thể thoát khỏi song sắt và trói buộc một cách dễ dàng. Hay quá đi, hay quá đi. Rồi em sẽ thấy David Copperfield có thể làm cho tượng nữ thần tự do biến mất, thì anh chắc chắn cũng có thể làm được ảo thuật khiến cho em biến mất. À ha, tôi đã hiểu rồi. Thì ra mục đích của anh mua sách ảo thuật chính là làm cho tôi biến mất. Nếu đã như vậy thì cái này phải biến mất trước. Hay được đó, quyết định như vậy đi. Ý con là con muốn học ảo thuật á hả? Dạ phải, thưa ba. Nếu vậy thì con cần phải vượt qua rất nhiều khó khăn đó nha. Nhưng không sao, ba sẽ giúp cho con. Trước tiên con hãy đi vô bếp lấy cho ba một trái trứng, ba cục đá và một tô nước nha. Dạ. Ba ơi, ba đang làm ảo thuật có đúng không ba?
còn trò gì khác nữa không ba? Ý con là làm cho trường học biến mất hay là làm cho tách đôi người ở trong hộp ra đó? Xong rồi nè, bây giờ con dang rộng hai tay ra đi. Ba cột chặt quá thì làm sao con tháo được cơ? À, tuyệt vời quá đi. Sao hả, rất hay đúng không? Dạ, làm trò này nhất định con sẽ giành giải nhất cho coi. Điểm mấu chốt của trò này là nút ma thuật. Nhìn sơ qua cứ tưởng nó rất phức tạp và siết rất chặt, nhưng sự thật thì đây là nút thắt ảo thuật. Chỉ cần một chút sức mạnh là có thể tháo nó ra một cách dễ dàng. Hả? Vậy thì con cần một người thắt cái nút này cho con, đúng không ba? Tất nhiên rồi. Hả? Con có người bạn nào mà con có thể tin tưởng hay không? Mình xin lỗi, nhưng mình không thể làm với bạn được đâu. Nhưng mình nghĩ chúng ta sẽ giành giải nhất. Vậy hả? Thôi được rồi, không sao đâu. Dù gì mình cũng không cần người xinh đẹp hỗ trợ mình, cho nên mình sẽ tìm một người khác cũng được rồi. Tạm biệt. Cố vậy đi, Minchi sẽ làm được. Hả? Không phải con mới nói sẽ tìm người khác sao? Trong ảo thuật phải cần một người hỗ trợ xinh đẹp, bạn không biết điều đó hay sao? Được rồi, Jadu, bây giờ mình phải làm gì? Trời ơi, cái gì vậy hả? À, bây giờ thoáng hơn rồi nè. Dạ con chào chú, con là Jun Seok đây. Nè Kim Min Chi, sao bạn làm vậy? Tụi mình đã quyết định làm tiểu phẩm rồi, sao bạn lại bỏ đi chứ? Mình xin lỗi Jun Seok, nhưng mình không thể không giúp vì mình là người đẹp mà. Trời cha đu, bạn không đúng rồi, sao có thể cướp người của mình? Cha là vậy hả? Khán giả đã tới hết rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Trừ Jun Seok ra thì ai cũng tham gia được hết. Được rồi, vậy ai sẽ trình diễn đầu tiên? Bắt đầu từ Don Don nha. Biết ngay là bạn ấy sẽ như vậy mà. Alacalitero intero intero. Vậy là bạn ấy ăn trứng để làm ấm cổ họng của mình. Người tiếp theo. Muốn được ăn ở quán ăn vặt con mèo vô vô. Má, sao con đẹp trai quá đây? Xin lỗi bạn nha, cha đu. Không sao đâu, đừng khóc mà. Tiết mục của mọi người tuyệt quá. Minchi nè, cũng hên là bạn với Jun Seok không đóng tiểu phẩm đó. Bạn nói đúng lắm. Ha, tụi mình có thể làm tốt hơn mà. Rồi, bây giờ là tiết mục cuối cùng. Ảo thuật gia bậc nhất Choi Chadu và cô trợ lý vô cùng xinh đẹp Kim Minchi. Xin chào mọi người. Mình thấy cũng vậy, ảo thuật là phải vui vẻ một chút chứ. Cái này chán ngắt, không hấp dẫn gì hết trơn. Mấy bạn này thật là. Mà nè, không phải bạn muốn làm ảo thuật trốn thoát gì đó sao? Ảo thuật trốn thoát hả? Bạn cũng biết làm cái đó sao? À, xin lỗi, mình quên mất. Mấy bạn đâu có làm được đâu. Nè, bạn nói cho cẩn thận đó. Thôi đi, mình đã coi mấy bạn luyện tập rồi. Nhưng ngay cả luyện tập cũng không xong nữa mà. Không làm được thì thôi. Đúng rồi, ảo thuật trốn thoát khó lắm luôn, đừng cố quá. Nếu bạn làm được trò này, mình sẽ nhường dễ nhất cho bạn. Có đúng không cả lớp mình? Được rồi Minchi à, chúng ta làm đi. Nhưng cha đô à. Nếu trong vòng 10 giây, Jadu không thể thoát ra khỏi
khỏi sợi dây đã bị cột chặt thì quả bóng nước ở trên trần sẽ rơi xuống. Bạn ấy sẽ bị ướt và bị phán thất bại. Trời đất ơi, nghe sợ quá trời à. Bây giờ mình sẽ phủ tấm vải lên người bạn ấy và chúng ta cùng đếm nha. Chờ một chút, mình sẽ cột thêm một lần nữa. Ha, bạn tưởng mình không biết hả? Cái dây này Minchi sẽ cột lỏng lỏng để bạn dễ tháo ra chứ gì. Bạn chuẩn bị mà dính nước đi ha, cha đúng. Nè, nếu vậy thì mình sẽ cột lại lần cuối. Đã làm thì phải làm cho tới cùng chứ, đúng không? Trời đất, hôm nay Jun Sách toàn làm mấy chuyện hợp ý của mình không à. Xong, mình đã cột chắc chắn rồi. Bơi, chín. Cha đúng à. Sao mấy bạn lại bắt đầu trước rồi? Dương Sức à, mời bạn vào đây. Dương Sức nè, đừng diễn kịch nữa, hãy tham gia với tụi mình đi. Cái gì? Nếu muốn thành công trong trò ảo thuật trốn thoát này thì tụi mình cần một người hỗ trợ đẹp trai. Đẹp trai hả? Chắc chắn sẽ có người giống như mẹ của mình cản trở chúng ta, cho nên chờ một chút, mình sẽ cột thêm một lần nữa. Nè, mình sẽ cột lại lần cuối. Đã làm phải làm tới cùng chứ. Lúc đó, bạn hãy tháo cái nút thắt mà anh Huy đã cột ra, rồi đổi thành nút thắt ảo thuật là được rồi. 3, 2, 1. Rồi, các em mau lại đây nào. Hương vị sô cô la đậm đà, ngọt ngào giòn tan, mình không thể nào cưỡng lại được. Các lỗi rồi, tôi xin lỗi, những người ở phía sau tránh sang một bên. Tôi chưa từng thấy ai tới khu của mình quay quảng cáo hết trơn á. Công nhận nhìn hay thiệt. Chị ơi, em là người hâm mộ cuồng nhiệt của chị á. Bạn im lặng đi, xấu hổ quá à. Chị ấy chưa đủ đẹp để làm một ngôi sao, chỉ do chị ấy diễn xuất tốt mà thôi. Trời ơi, làm sao mắt mũi miệng có thể nằm gọn trên khuôn mặt bé xíu đó được vậy chứ. Snack choco, mình ước gì được ăn snack choco nguyên một ngày luôn. Snack choco à. Mọi người ơi, trong lúc đang quay xin mọi người hãy giữ im lặng. Chúng tôi chân thành cảm ơn. Khay à, như vậy cũng khá tốt rồi. Nhưng cô có thể ăn ngon miệng hơn bằng cách bỏ bột sô-cô-la vào miệng được không? Thử lần nữa nha. Dạ, dĩ nhiên rồi, thưa đạo diễn. Tất cả chuẩn bị, bắt đầu. Ngọt ngào, giòn tan, mình không thể nào quẩn lại được. Các, bây giờ chúng ta chỉ còn quay một cảnh toàn phía sau nữa thôi. Mọi người cố gắng nha. Được thì cũng được rồi, nhưng mình cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Đạo diễn ơi, chúng ta phải quay xong trước hoàng hôn đó, liệu có kịp không? Không còn lựa chọn nữa, để về hậu kỳ sửa lại đoạn này cũng được. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay cảnh cuối nha. Hãy diễn gợi cảm và ngọt ngào lên. Máy quay sẵn sàng chưa? Diễn. Cắt, ai đang ở đằng sau vậy? Nè cô bé, con đang làm gì ở đó vậy hả? Đó là chị tới khu của mình quay phim kìa. Ngọt ngào giòn tan, mình không thể nào cưỡng lại được. Mẹ ơi, con và Nurongchi được lên TV nè. Ngọt ngào giòn tan, mình không thể nào cưỡng lại vị ngon của nó được. Ôi trời, cái gì vậy hả? Dạ, tôi nghe đây. Dạ, ông là đạo diễn quảng cáo sao? Dạ, có chuyện gì không? Chị đã xem quảng cáo bánh snack choco chưa? Rồi, tôi mới xem xong. Nhìn con gái chị và bé mèo ăn rất ngon miệng nên tôi đã dùng đoạn phim đó vào quảng cáo. Hy vọng chị không thấy phiền gì điều này. Nhờ con gái của chị và bé mèo mà quảng cáo của chúng tôi đang rất ăn khách, nên tôi có một đề nghị như vậy. Hả?
Đạo diễn, ông mới nói ông muốn làm gì? Cái gì? Hợp đồng chính thức sao? Chuyện bạn nói là thiệt hả? Thiệt 100% luôn mà. Họ muốn mình về Nurunchi quay quảng cáo cho họ thêm lần nữa. Ý bạn là họ muốn bạn làm diễn viên phụ để ăn điên cùng phía sau diễn viên chính hả? Đừng có nói như vậy. Bạn còn chưa bao giờ được lên TV nữa kìa. Hả? Bạn nói gì? Mình không thèm chấp với mấy bạn đâu. Sẵn sàng diễn. Các diễn tốt lắm, phản ứng rất tuyệt vời. Shadu, Nurunchi, hai đứa làm tốt lắm. Sao mà hai đứa có thể diễn hoàn hảo chỉ với một lần bấm máy như vậy? Dạ, tụi con diễn tốt lắm hả chú? Dĩ nhiên rồi, chú không cần phải quay thêm nữa luôn. Chú nói vậy có nghĩa là gì chứ? Sao có thể quay một lần là xong? Không phải là con và Nurunchi sẽ được ăn hết số next đó hay sao? Nếu con thích thì chú sẽ gửi hết đến nhà con cũng được. Như vậy không được, mẹ sẽ giấu hết và chỉ cho con ăn mỗi ngày một túi thôi. Máy quay vẫn đang chạy đúng không hả? Chú nói vậy có nghĩa là gì chứ? Sao có thể quay một lần là xong? Không phải là con và Nurunchi sẽ được ăn hết số next đó hay sao? Nếu con thích thì chú sẽ gửi hết đến nhà con cũng được. 4.580 bình luận lận sao? Hơn 3.829.000 lượt xem và đang tăng lên nữa. Các bạn đã xem đoạn phim tạo nên cơn sốt gần đây trên cộng đồng mạng chưa? Đó là đoạn phim của một bé gái và một bé mèo với lượng người xem khổng lồ, vượt qua cả lượt xem của Gangnam Style. Và nó được dự đoán sẽ đạt 5 triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Nè, sau khi xem xong quảng cáo tôi liền đi mua ăn thử. Bé mèo đó nhìn dễ thương quá đúng không? À, mẹ ơi, nhìn kìa. Bé mèo này chính là em ấy đó, có đúng không mẹ? Thật sao? Chị có thêm quảng cáo mới hả? Nghe thích quá đi, quảng cáo dễ gì vậy mẹ? Là quảng cáo cho kem và mì ramen đó. Cha Đu sẽ là diễn viên chính trong quảng cáo mì ramen. Hả? Diễn viên chính hả? Bà xã ơi, anh đói quá. Đồ ăn ở trong nồi đó, anh tự lấy ăn đi. Hả? Mì ramen hả em? Mì ramen trên cả tuyệt vời. Hả? Hay quá. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngôi sao mới nổi đã tình cờ xuất hiện trong đoạn phim quảng cáo Bé Shadow và Mèo Nurunchi. Chú chào hai đứa. Chú rất vui vì hôm nay tụi con đã đến. Nghe nói tụi con đang được nhận nhiều quảng cáo hơn. Đây là một bước tiến đáng ngạc nhiên cho một diễn viên nhí, có phải không? Dạ, con và Nurunchi còn có cơ hội được biểu diễn trong một bộ phim truyền hình. Bộ phim Vì Sao Đưa Anh Tới Phần 2. Tụi con sẽ vào vai em gái của người ngoài hành tinh và thú cưng của anh ấy. Thiệt luôn hả? Sao lại có thể như vậy được? Bực mình quá. Em gái à, đi ra nơi công cộng đừng có ăn giống người ngoài hành tinh nha. Không được ăn quá nhiều nữa. Không chịu đâu, đồ ăn ở trái đất ngon quá, em không dừng được. Ôi trời, thiệt là hết cách với em luôn. Thôi được rồi, nhưng đừng có ăn đồ ăn của bé mèo đó nha. Có biết không? Cắt. Được rồi, diễn tốt lắm. Để coi, cảnh tiếp theo chỉ có mỗi Cha Đu và cô S diễn chung thôi. Nurunchi có thể nghỉ giải lao. Chỉ có mỗi chị và cô S thôi sao? Nurunchi nè, vậy em hãy về phòng chờ trước đi, chị quay xong sẽ qua liền. Nurunchi ơi, chị xong rồi. Hả? Hả? Nurunchi? Em trốn ở đây hả? Em đang ở đâu vậy? Tới lượt em rồi đó. Hay là em ấy đi vệ sinh ta? Em ấy đi đâu rồi không biết. Chú ơi chú có thấy Nurunchi của con đâu không? Không có, chú không thấy. Shadu à, đang làm gì đó? Con với Nurunchi mau qua đây đi. Dạ, chú chờ chút, tụi con sẽ qua liền. Tôi nghe đây. Ý con là bé Nurunchi bị mất tích hả? Con quay xong thì đi về phòng chờ, nhưng không thấy em ấy đâu hết. Tìm khắp nơi cũng không thấy luôn. Con bình tĩnh đi, đợi mẹ qua đó rồi mẹ con mình cùng đi tìm nha. Nurunchi ơi, Nurunchi ơi. Không thấy, mẹ nghĩ là Nurunchi không còn ở đây đâu. Hả?
Mẹ ơi, có khi nào Nurongchi đã về nhà rồi không mẹ? Con nghe nói mẹ có khả năng định vị rất tốt. Nurongchi ơi! Nurongchi! Nurongchi ơi! Mẹ ơi, chúng ta làm gì đi? Lỡ Nurongchi gặp tai nạn hay xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Xin chào, tôi nghe đây. Hả? Con nói là con đang ở cùng Nurongchi sao? Xin hỏi bạn là ai? À, chắc bạn là Shadow phải không? Xin chào. Nè, bạn là ai? Tại sao lại mang Nurongchi của mình đi vậy hả? Mình là chủ của Nurongchi. Bạn nói cái gì? Mình là Nurongchi. Không, mình là chủ của Chi-Chi. Tên thật của em ấy là Chi-Chi. Làm ơn giúp con với chú cảnh sát ơi. Bạn ấy đã bắt cóc Nurongchi rồi còn đổi tên của em ấy nữa. Con sợ lắm. Hành động này chính là rình rập, quấy rối và có âm mưu bắt cóc người nổi tiếng đó. Đừng chần chờ nữa chú ơi. Hãy mau đi lấy Nurongchi về cho con đi. Đây. Nurongchi à? Chúng tôi tới để mang em ấy về nha. Trước tiên bạn hãy nhìn tấm hình này đi đã. Cái này là Nurongchi lúc nhỏ mà. Mình đã để lạc mất em ấy, tìm suốt mấy tháng cũng không được nên mình đã bỏ cuộc. Nhưng mình đã tình cờ xem được mẫu quảng cáo và nhận ra em ấy. Không phải đâu, Nurongchi là do ba của mình mang về. Mình đã nói rồi, mình mới chính là chủ của em ấy, bạn hiểu chưa? Không, mình không hiểu. Em ấy là mèo của mình, là bạn của mình, là gia đình của mình. Nurongchi, mau qua đây với chị đi. Em sợ lắm có đúng không? Nurongchi. Cô bé à, chú nghĩ đây là chủ cũ của Nurongchi. Nếu đã như vậy chú không thể lấy Nurongchi về cho con được. Phải, tôi nghĩ con bé cần thêm thời gian. Có thể trong khoảng thời gian này sẽ không quay quảng cáo được. Dạ, cảm ơn vì đã hiểu và thông cảm cho con bé. Mình không nên nhận lời quay phim, không nên quay quảng cáo hay phim truyền hình gì hết. Nếu lúc đầu mình không nhận lời thì Nurongchi đã không bỏ đi như vậy. Mình nhớ Nurongchi quá. Thương chị quá, mà Nurongchi cũng xấu tính quá đi. Dù gặp lại chủ cũ thì em ấy cũng đừng quên chúng ta nhanh vậy chứ. Chị ơi, làm sao đây? Em cũng nhớ Nurongchi quá. Mẹ ơi, có thật là hôm nay nhà mình sẽ ăn bít tết không mẹ? Dĩ nhiên rồi, hôm nay các con muốn ăn bao nhiêu cũng được hết. Vừa ăn vừa xem phim nữa. Shadow à, con muốn xem phim nào nhất nè? Con không biết, phim gì cũng được. Ai lại đem rác bỏ trước nhà mình vậy hả? Cái tiếng gì nghe quen quen. Nurongchi ơi! Nurongchi ơi! Đừng em về nhà. Mình ghét lông mèo. Ủa con gái, em Chi Chi đâu rồi hả con? Con đã gửi nó về lại nhà của Shadow rồi mẹ ơi. Nó đi ra ngoài khắp nơi, lại còn cào đầy tường nữa chứ. Ngày nào nó cũng làm con khó chịu á. Nhưng mà lúc đầu chính con nói là muốn mang em nó về rồi mà. Thì tại con tưởng nó nổi tiếng, sau đó con sẽ được lên TV nữa. Nhưng mà người đạo diễn tìm không phải là con mèo đó. Nếu không có Shadow thì cũng không có ai đến tìm nó để quay hình hết á. Nè mấy đứa, ba thấy mình nên gọi cho nhà bên đó để hỏi xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra có được không? Ba đừng có gọi. Con không quan tâm bên nhà đó đã xảy ra chuyện gì hết. Nurongchi đã quay về rồi, vậy là được. Ba biết rồi, ba không gọi nữa. Chiếc xe mơ ước của mình, mình rất muốn được lái thử một lần. Chiếc xe mơ ước của ba. Cô ơi, bán cho con cái này. Chờ cô chút nha. Dạ. Chị
Ngày mai gặp lại mấy bạn nha. Ba mẹ của anh Huy mới mua xe mới đó, hình như là nhãn hiệu Renda mới ra mắt năm nay á. Mấy bạn ơi, ngày mai gặp lại nha. Đó là xe thể thao Avanta, xe của nhà Don Don là dòng mới ra mắt năm ngoái đó. Đang ghi nè, bạn cũng hiểu biết về các dòng xe quá ha. À, có gì đâu, tự nhiên gần đây mình thích tìm hiểu về xe hơi thôi. Bạn thích tìm hiểu thì sao chứ, làm như bạn có thể mua được nó vậy đó. Chào hai bạn, mình đi trước nha. Ít ra thì Danji còn có xe đạp để đi, còn mình thì không hề có thú gì hết. Ê trời ơi, tay mình mỏi quá chừng. Mấy chuyến xe buýt đông người như vậy chỉ làm mình mệt mỏi hơn trước khi vào làm mà thôi. Ba ơi, nhà của các bạn con ai cũng có xe hơi, tại sao nhà mình lại không có hả ba? Con thấy chiếc xe này được không? Quá, ba định mua chiếc xe đó hả ba? À, đâu có đâu, mặc dù ba cũng muốn lắm. À, con sẽ mua nó cho ba chứ. Ba nghĩ sao mà hỏi vậy chứ? Người ba cần hỏi chính là bà chủ tiêu dùng trong cái nhà này kìa. Mẹ đã nghe thấy rồi, ba con muốn mua xe hơi chứ gì. Chúng ta không có nhiều tiền tới như vậy đâu, hai cha con cứ tiếp tục mơ nữa đi. Cô bé, thấy xe hơi thì phải biết tự tránh đi chứ. Bộ thầy cô ở trường không dạy mấy cái này hả? Những chuyện này đều là vì nhà chúng ta không có xe hơi mà ra hết. Mimi à, em hãy thử nghĩ mà xem. Nếu như gia đình chúng ta có một chiếc xe hơi thì chúng ta sẽ không bị đối xử như vậy nữa, và cuộc sống cũng sẽ khác hơn. Đưa ba tụi con đi học. Được rồi, hai đứa đi học ngoan nha. Dạ. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm gì đó để gia đình mình có thể mua được xe hơi. Mẹ nghe hết rồi nha. Rốt cuộc mọi người bị sao vậy? Sau khi không lại muốn mua xe hơi là sao? Nhà mình đâu nhất thiết phải mua xe hơi. Tại sao lại cần mua một chiếc xe hơi chỉ để đi trong phố chứ? Em biết trước chuyện nhà mình mua xe hơi là không thể nào được mà. Xin lỗi hai đứa vì ba đã không thể giúp được gì hết. Chắc phải chờ các con lớn hơn thì ba mới có xe hơi chở các con đi học được. Con nghĩ có một cách để nhà mình có xe hơi á. Hả? Là cách gì vậy? Trong cái nhà này chỉ có một người có đủ khả năng để thuyết phục được mẹ mà thôi. Bà Bi của chúng ta muốn đi đâu nè? Ở đâu thì mẹ cũng sẽ đưa con đi hết. Dạ, con thích được mẹ cõng trên lưng như vậy hơn là ngồi xe hơi nhiều luôn á. Vậy con không thích xe hơi hả? Mẹ thấy xe hơi cũng tốt lắm mà. Con không cần đâu, con chỉ cần mẹ là đủ lắm rồi. Có vẻ như chuyện này không dễ làm rồi. Cái gì mà không dễ chứ, ba thấy là bất khả thi luôn thì có. Ba Bi nè, em rất thích xe hơi có đúng không? Dạ phải, em thích xe hơi lắm luôn. Nếu vậy, em có thích nhà mình mua một chiếc xe hơi thiệt luôn hay không? Dạ không, em có nhiều xe hơi lắm rồi. Cái gì? Em có xe hả? Dạ.
Xe mới nhất là Sonita. Dạ rồi Avatar. Em còn có mấy chiếc xe nước ngoài nữa. Hiểu rồi, thì ra là em có xe đồ chơi. Ba Bi thích xe đồ chơi còn nhiều hơn là xe hơi thật nữa đó ba. Con không có cách nào để thuyết phục em ấy hết. Em nói rồi, chị không thể nói chuyện với trẻ con được đâu. Bộ em không phải là trẻ con hả? Con nói là ba Bi của chúng ta thích xe hơi đồ chơi hả? Dạ, em khoe với con là em có tất cả các loại xe luôn. Mà sao vậy ba? Ba Bi có tất cả các loại xe sao? Rất đẹp đúng không con? Dạ. Sao hả? Con có muốn có được nó không? Dạ muốn, con muốn có nó bà ơi. Ba Bi à, có chuyện gì vậy? Tại sao con lại khóc hả? Mẹ ơi, đi ra nhà mình không có xe hơi á mẹ. Con nói cái gì? Có phải là gì mẹ không cho phép ba mua xe hơi cho tụi con không? Có phải không mẹ? Tại sao mẹ không mua chứ? Tại sao? Tại sao? Ba Bi à, phải công nhận là em ấy diễn tốt ghê. Chúng ta nên học tập em ấy thêm mới được. Cái đó không phải là diễn kịch đâu. Hồi xưa lúc còn nhỏ chị cũng y chang như vậy. Nhà mình như vậy mà lại không có nổi một chiếc xe hơi. Con thật là đáng thương. Em không dám tin là ba Bi lại có thể nói ra những lời như vậy. Trẻ con thì cũng biết tuổi thân chứ em. Thằng bé biết là nhà của người ta đều có xe hơi, trong khi nhà mình lại không có, cho nên nó mới như vậy đó. Ủa, cái đó ở đâu em có vậy? Em nghĩ là nhà mình có thể mua một chiếc xe hơi. Ủa? Tuy em đã nói như vậy nhưng anh nghĩ là trong lúc này mà mua xe hơi thì không thích hợp cho lắm. Mấy đứa con gái muốn có, anh cũng muốn có còn gì. Với lại dịch ba Bi khóc thảm như vậy, em thấy đau lòng lắm. Cái này em đã để dành từ rất lâu rồi, để cha Đu và Mimi có thể học cấp 2 và cấp 3. Em để dành học phí cho các con sao? Chuyện học hành của các con quan trọng mà anh. Đúng, tất nhiên rồi, học hành là quan trọng nhất. Hả? Ba mẹ ơi, không sao đâu. Mimi và con không cần phải học cấp 2 và cấp 3 đâu. Cho nên mẹ không cần phải lo về chuyện học hành của tụi con. Hả? Thưa quý khách, thủ tục đã xong hết rồi. Trong 3 ngày chúng tôi sẽ mang xe đến tận nhà cho quý khách. Anh đang làm cái gì đó? Xe của chúng ta bên này. Nó ở ngay kia kìa. Anh biết chứ. Nhưng em cứ để anh đứng đây thêm một chút nữa đi. Vậy ra đây chính là xe hơi của nhà chúng ta sao? Bây giờ em sẽ được đi học bằng xe hơi cái đúng không? Đây, cả nhà cứ thoải mái kiểm tra. Được rồi, cảm ơn anh nhiều lắm nha. Giờ nhà mình cũng đã có xe hơi rồi. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời em á chị cha Đu ơi. Còn đây là quà tặng kèm, đúng như những gì tôi đã hứa với hoàng tử này. Xe đồ chơi. Thật ra mình có xe hơi rồi. Không lẽ xe hơi mà ba Bi muốn chính là xe đồ chơi á? Người ta giao xe rồi hả? Ba ơi. Xe tuy có hơi nhỏ một chút nhưng mà vẫn đủ chỗ cho một nhà 5 người chúng ta. Ba Bi nè, chiếc xe mà con thích là chiếc đó hay là chiếc này vậy hả con? Dạ, là chiếc này. Sao hả? Con có muốn có được nó không? Dạ, con muốn. Con muốn con nào bà ơi. Tất cả tránh ra hết cho tôi. Kể từ bây giờ không ai được chạm vào chiếc xe này nữa.
Ngày mai chúng ta sẽ trả lại cho cửa hàng. Đừng mà mẹ ơi. Vậy thì đừng vô nhà nữa. Sống với chiếc xe đó luôn đi. Mẹ ơi, mở cửa nhà. Đừng trả xe mẹ ơi. Anh ấy ở trong nhà vệ sinh hả ta? Gì vậy? Bọn trẻ đi đâu hết rồi vậy kìa? Đi đâu rồi? Đang giữa đêm mà. Không lẽ anh ấy lấy xe chở mấy đứa nhỏ đi rồi? Chiếc xe vẫn còn ở đây. Vậy thì mọi người đã đi đâu hết rồi? Thiệt tình à? Họ thích chiếc xe tới vậy sao? Mình định ngày mai sẽ mang xe đi trả lại, nhưng chắc là chưa được rồi. Ôi trời ơi. Không phải đâu, tại vì hôm qua mình lấy máu cho nên tay bị đỏ lên thôi á mà. Bị đỏ lên sao? Ngón tay của mình cũng bị nè. Có thiệt không? Vậy thì bạn cũng nên sử dụng băng cá nhân giống mình. Mình có mang dư một cái nè, để mình dán vô cho bạn nha. Thôi, mình không sao đâu. Làm vậy mình sẽ không thể ngoái mũi được. Cha đu à, bạn có nên dùng ngón tay để ngoáy mũi như vậy đâu. Minchi à, bạn chắc chắn là nhóm máu A đó. Minchi là một người luôn luôn cẩn thận, siêng năng và lúc nào cũng quan tâm người khác hết. Thấy sao hả? Đúng y chang luôn phải không? Cuốn sách đó là cái gì vậy? Giải mã về nhóm máu của mọi người. Đây là cuốn sách bách khoa toàn thư về nhóm máu con người, rất là khoa học và đáng tin. Bạn kiếm đâu ra cuốn sách nhảm nhí này vậy, dên ran? Mấy thứ viết trong đó chỉ để gạt người ta mà thôi. Bạn nói như vậy là có ý gì? Những thông tin về tính cách và nhóm máu viết trong đây rất là liên quan tới nhau. Để mình đoán thử nha. Cha đù chắc chắn là nhóm máu B rồi. Nhóm máu B biết rõ những thứ mình thích và không thích. Họ cũng sẽ cư xử theo cách mà họ thích nữa. Nè, các bạn mới nói nghe cũng có vẻ đúng đó. Còn mình thì sao? Bạn thử đoán xem nhóm máu của mình là gì đi. Bạn trung thành và thật thà, nhóm máu O. Tính cách của Don Đo giống cha đu, nhóm máu B. Dan Ghi có năng khiếu về nghệ thuật, sẽ là nhóm máu AB. Anh Huy không có năng khiếu về nghệ thuật, nhưng tính khí bất thường cũng là AB. Các bạn tin vào điều này sao? Cuốn sách đó chỉ viết để giải trí thôi mà. Chào buổi sáng các học sinh thân yêu. Có chuyện gì mà các em lại ồn ào như vậy? Cô ơi, cho em hỏi, chừng nào tụi em mới có kết quả xét nghiệm máu vậy cô? Cô đang giữ kết quả xét nghiệm ở đây nè. Chắc cha đùi háo hức muốn biết nhóm máu của mình đúng không? Dạ, tại mẹ em hay nói, ngày xưa mẹ đã tìm thấy em ở dưới gầm cầu, nhưng mẹ chưa bao giờ nói nhóm máu của em là gì hết thưa cô. Vậy thì hôm nay em sẽ biết được nhóm máu của mình. Bây giờ các em hãy xếp hàng, từng người một lên đây lấy nha. Của em nè. Sao hả cha đu? Bạn vẫn không tin những gì cuốn sách này nói hả? Mặc dù nó cũng không sai, nhưng mà các bạn biết không, mình vẫn chưa đọc tới phần quan trọng nhất của cuốn sách này đâu. Đó là phần 2, mối quan hệ của các nhóm máu và tình yêu. Tình yêu hả? Phần này sẽ nói về việc mình nên yêu đương với những nhóm máu từng thích nào. Thật không vậy? Chuyện đó cũng có nữa hả? Nếu có thì đọc nhanh lên, đừng có để cho mọi người hồi hộp nữa.
Người bạn nam thích hợp cho người bạn nữ nhóm máu A là người có nhóm máu O. Sẽ mất khá nhiều thời gian để họ nhận ra rằng họ thích nhau. Nhưng một khi đã kết hôn sau mối tình lãng mạn, họ sẽ trở thành một cặp đôi vô cùng hoàn hảo. Ồ, bạn nam nhóm máu O sao? Bạn nữ nhóm máu A hả? Bạn nữ nhóm máu AB hợp với bạn nam cùng nhóm máu. Bạn nam nhóm máu AB sao? Nam và nữ nhóm máu AB có số điểm phù hợp sẽ là 90/100. Bọn họ hiểu nhau hơn thông qua những cuộc trò chuyện thông thường. Và kết quả cuối cùng là họ sẽ yêu nhau. Tất nhiên rồi, nhóm máu AB là những người rất có văn hóa. Bọn họ yêu nhau thông qua sự trò chuyện thân mật hàng ngày. Không ngờ mình và Đăng ghi lại được 90/100 điểm. Thông tin tiếp theo, bạn nữ nhóm máu B sẽ hợp đôi với nhóm AB. Cái gì chứ? Những bạn nam có nhóm máu AB thường bị cuốn hút bởi những bạn nữ có nhóm máu B. Và bạn nữ nhóm máu B dễ bị cuốn hút bởi những bạn nam thích theo đuổi mình. Nên theo tính khách quan, họ sẽ dễ trở thành một cặp đôi. Định mệnh của hai bạn là phải trở thành đối thủ của nhau. Sau này lớn lên, chắc chắn hai bạn sẽ tranh giành một người cho mà xem. Hả? Bạn nói cái gì? Để mình coi coi, những nhóm máu nào sẽ không thích hợp với nhau. À, nó viết ở đây nè. Bạn nữ nhóm máu B sẽ không phù hợp với bạn nam nhóm máu O. Cả hai đều rất cứng đầu, cho nên mỗi khi họ có chuyện tranh cãi thì chắc chắn phải gọi xe cấp cứu cho cả hai người. Công nhận là nó viết đúng ghê. Đó là lý do lúc nào các bạn cũng cãi nhau như chó với mèo vậy. Mình không tin chuyện đó đâu. Cuốn sách này chỉ viết nhảm nhí. Hôm nay các em làm rất tốt. Trong tiết nhạc của ngày mai, chúng ta sẽ theo phương pháp chia thành nhóm nhỏ để hòa thanh. Bây giờ cô sẽ chia nhóm cho các em. Nhớ phải vui vẻ luyện tập với nhau đó. À, mình chung nhóm với Yun Sắc. Mình và nhóm Mao Ô không thể hợp tác vui vẻ được đâu. Số phận của mình là kết hợp với Đan Ghi. Hãy hát bài La Cucaracha đi. Mình thấy bài đó rất là hay và sôi động. Hát bài Dòng Sông Thiên Nga đi. Mình thấy bài đó hay hơn nhiều. Bài đó chậm lắm, không sôi động một chút nào hết. Sao bạn cứ thích bài sôi động vậy? Đây là ca hát chứ có phải nhảy múa đâu. Nhưng mình có thể thêm phần nhảy múa vào mà. La Cucaracha, La Cucaracha. Ờ nè, bạn đang làm cái gì vậy? Hài thiệt tình, đúng là không thể hợp tác với bạn được. Tụi mình hãy quảnh tù xì để quyết định đi. Quảnh tù xì ra cái gì ra cái này. Thắng rồi. Mình sẽ là người bắt đầu trước. Sau đó đến khúc La Cucaracha thì bạn vô nha. Như vậy không có hay. Tụi mình sẽ cùng bắt đầu rồi cùng hát La Cucaracha luôn đi. Từng người một hát thôi. Tới khúc gần cuối thì mới hát chung. Hãy làm theo cách của mình. Bực mình quá đi. La Cucaracha, La Cucaracha. Chỗ này bạn đang hát bị sai nốt rồi. Nghe mình hát đây nè. La Cucaracha. Thì mình hát đúng như vậy mà. La Cucaracha. Chị Cha Đu và anh Yun Sắc làm cái gì mà vui vẻ quá vậy ta? Họ đang làm bài tập á. Hai người họ phải tập hát cùng nhé. La Cucaracha. Biết ngay mà, mình không thể nào làm việc chung với nhóm máu O được. Coi bạn nói gì kìa, mình cũng rất ghét người nhóm máu B. Xin lỗi nha, vì mình mà bạn cũng phải luyện tập trễ như vậy. Không sao, bạn phải giúp đỡ gia đình làm việc mà. Mình rất tốt bụng nên thông cảm được. Đang ghi á. Bạn với anh Huy luyện tập tới đâu rồi? Vẫn chưa. Tụi mình chỉ đang chuẩn bị tập thôi à. Vậy thì tốt quá. Anh Huy nè. Xin lỗi bạn nhiều nha, nhưng mình buộc phải đổi đồng đội rồi. Nên bạn hãy luyện tập chung với Yun Sắc đi nha. Đừng có mơ. Mình sẽ không đồng ý đổi đồng đội đâu. Không bao giờ, hiểu chưa? Mình đổi đi mà. Sau này bạn muốn mình làm gì thì mình sẽ làm cho. Đổi với mình lần này thôi. Bạn đừng có mơ. Bạn cứ làm việc với cô giáo phân công đi, hiểu chưa? Đan kia, bạn sẽ chọn ai? Mộ
bạn không muốn luyện tập với người bạn thân này sao? Thật ra thì mình luyện tập cùng với ai cũng được hết á. Xin lỗi bạn nha. Ê, thôi coi như lần này mình nợ bạn một yêu cầu đi. Không được, Tanki ơi. Được rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần một vòng nữa thôi. Minchi à, có Junsuk tới chơi nè con. Ờ, Junsuk hả? Junsuk à, bạn đến đây có chuyện gì nhở? Minchi nè, mình muốn bạn đi với mình. Nhưng mà có chuyện gì? Nè, bạn làm gì đó? Minchi đang luyện tập với mình mà. Bạn đi tìm Chadu để tập đi. Bạn ấy cũng đang tìm đồng đội mới á. Nè, Junsuk à. Trời, Chadu, Chadu ơi. Ủa, bạn đang làm gì ở đây vậy? Mình nghe nói bạn đang tìm đồng đội, có đúng không? Mình đã tìm được rồi. Junsuk à, bạn con tới chơi nè. Ủa? Nè, bạn đang làm cái gì đó? Mà bạn tới nhà mình có chuyện gì không? Có phải bạn đã bảo Chadu để tới tìm Minchi hay không? Đúng vậy, mình không phù hợp với bạn ấy nên đã chọn Minchi, thì sao? Chuyện này đúng là tồi tệ quá mà. Mình sẽ làm bài tập về nhà với ai đây? Mình sẽ làm bài tập với ai bây giờ đây? Đơn đơn hả? Ly ưng hối. Các em có nghe lời cô luyện tập chăm chỉ hay không? Bây giờ từng đôi bạn sẽ lên đây và cùng hát cho cả lớp nghe nha. Dạ, tụi em biết rồi thưa cô. Bồ nà mần cho cô chua nhí gác mùi khá cô xí phô. Nài xà răng ăn nhầm phù mô yăng chê cử điệp xe mít. Junsuk à, mình xin lỗi. Tommy gà khí tung thả ngô đề rô gặp gì ta. La cucaracha, la cucaracha. Tất cả những gì bạn ấy làm là nhảy. Tất cả dừng lại hết đi. Các em gọi đây là đồng ca hay sao? Bài tập này tất cả sẽ phải làm lại. Các em nhớ là mỗi đội sẽ phải luyện tập cùng nhau, hiểu không? Tạm biệt, gặp lại nhớ làm bài nha. Bạn đi nộp bài tập môn toán đó hả? Mình thiệt không hiểu sao lúc nào bạn cũng nộp bài tập về nhà trễ như vậy. Vậy sao? Chứ trên tay bạn đang là cái gì vậy? Không phải đó cũng là bài tập của bạn hay sao hả? Đây là lần đầu tiên mình nộp trễ chứ bộ. Vì mình đã tới trước nên bạn mới là người đọc bài cuối cùng. Bạn đúng là trẻ con quá đi. Đã nộp trễ thì cũng như nhau mà thôi. Nè, bạn mới làm rớt gì kìa. Ủa, như vậy là sao? Sửa đổi kết quả kiểm tra của Choi Chadu. Sửa đổi cái gì mới được chứ? Kết quả kiểm tra của Choi Chadu sao? Chadu, Junsuk, hai em đã nộp bài tập về nhà chưa đó? Cô ơi cô, kết quả kiểm tra lại là sao vậy cô? À, cô cũng đang định nói chuyện đó với em đây. Có người nói với cô là kết quả xét nghiệm máu của Chadu bị sai rồi. Dạ, tức là em không phải nhóm máu B. Em nhóm máu gì vậy cô? Nhóm máu của em không phải là nhóm B, mà là nhóm O. Dạ. Mẹ ơi. Mẹ ơi, nhóm máu của ba là gì vậy mẹ? Sao tự nhiên con lại muốn biết chuyện này? Tại vì ở trường tụi con được cho xét nghiệm máu. Cho nên con cũng muốn biết nhóm máu của ba mẹ là gì. Nhóm máu của ba con là O, còn nhóm máu của mẹ là A. Dạ. Vậy thì cuốn sách kia chỉ phán nhảm nhí thôi. Đáng lẽ nhóm máu A và O phải cực kỳ hoàn hảo mới đúng chứ. Hả? Con nói cuốn sách nào? Rốt cuộc là con đang muốn biết cái gì vậy hả Chadu? Các bạn lớp con đang truyền nhau một cuốn sách. Nó nói về tính cách của con người dựa trên nhóm máu. Cuốn sách đó chỉ để giải trí thôi. Tính cách của con người không liên quan gì tới nhóm máu hết đó.
Con cũng đoán vậy. Trong sách nói con và Jun Suk sẽ rất hợp nhau, nhưng tụi con cứ cãi nhau hoài. Điều quan trọng nhất là thái độ của con như thế nào thôi. Nếu con nghĩ mình thích hợp thì mọi chuyện sẽ không có vấn đề gì hết, Chadu à. Nhưng nếu con nghĩ là không thích hợp thì chắc chắn con sẽ cãi nhau. Vào tới sáng nay luôn, nội dung mới nhất cho hai đứa. Mình cũng muốn đọc nữa. Con sẽ lấy cái này. Ông ơi, con có phiếu thưởng nào. Đáng ghét, thiệt là ganh tị. Của cha đu. Mẹ ơi, mẹ ơi. Trời, cha đu, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần đi về nhà là phải lấy hộp cơm ra, sao không bao giờ nghe lời mẹ hết vậy? Chuyện đó bây giờ không quan trọng đâu mẹ ơi, con đang rất là giỏi đó. Mẹ ơi, con cần thêm tiền tiêu vặt ạ. Con cần mua cuốn truyện tranh mới. Tiền tiêu vặt? Con còn một đống truyện quăng ở trong phòng kia kìa, mau vào trong đó dọn đi. Nếu như con dọn dẹp, mẹ sẽ cho con tiền chứ. Hay quá ha. Tại sao mẹ phải cho con tiền để mua cái đống truyện đó làm gì chứ? Con ghét mẹ lắm, con sẽ không dọn dẹp đâu. Đúng là khổ thân tôi. Ước gì có tiền từ trên trời rơi xuống thì tốt biết mấy. Chị đừng có nằm đó, rồi đợi vận may tự nhiên tới với mình chứ. Em đang nói gì vậy hả Mi Mi? Nếu như chị thực sự muốn điều may mắn tới với chị thì chị phải thực hiện điều gì đó mà chị cảm thấy xứng đáng mới được. Được thôi, nhưng mà bằng cách nào? Chắc chắn. Ủa, đó là cái gì vậy? Đây là câu chuyện em định gửi lên cho chương trình trên radio. Cái này em gửi cho chương trình Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Sống thực tế một chút đi. Nếu như câu chuyện của em được lựa chọn, phần thưởng sẽ là phiếu thưởng á. Trời ơi, đáng lẽ em phải nói sớm hơn một chút chứ. Cái này không được, không được, không hay một chút nào hết á. Chúng ta phải làm gì đây? Đúng là không có chuyện gì đơn giản hết trơn á. Tại sao viết có một câu chuyện lại khó khăn tới như vậy chứ? Mình nghe trên radio thấy dễ lắm à. Chị cho đưa ơi, hay là chúng ta cùng hợp tác viết một câu chuyện thôi được không? Nếu như câu chuyện của chúng ta được chọn, chúng ta có thể chia đôi phần thưởng đó. Chia 3 và 2 nha. Được thôi, dù gì thì em cũng chỉ cần có 2 phiếu thôi mà. Được rồi, để xem tụi mình viết được bao nhiêu rồi ha. Em viết về chủ đề gì vậy hả? Gì vậy? Gì vậy chứ? Chúng ta không thể nào kể về những chuyện về gia đình của chúng ta được. Cả nước đều sẽ nghe thấy hết luôn đó. Chúng ta không thể nói là ba ăn ở rất là bừa bộn được. Và cũng không thể nói mẹ của chúng ta rất là keo kì. Nhất định sẽ không được chọn đâu. Hay là vậy đi, chúng ta kể một câu chuyện về một gia đình hạnh phúc, có ba đứa trẻ và người cha rất tuyệt vời và một người mẹ rất thông minh. Nghe cũng được đó. Chúng ta mau bắt tay vào viết thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Bao giờ sẽ công bố kết quả đây? Sẽ có sau cái này nè. Đó là một bài hát rất hay. Và bây giờ là chương trình nổi tiếng nhất, chương trình Ngôi Nhà Hạnh Phúc.
Và đây là câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Hả? Các con đang nghe gì vậy? Tuần này chúng tôi đã nhận được rất nhiều câu chuyện, toàn là những câu chuyện hay. Và người thắng cuộc chính là Joy Cha Dân. Joy Cha Dân. Thôi bỏ đây. Mình đã hào hứng vậy mà. Có chuyện gì vậy mấy đứa? Mau nói cho bà nghe coi. Ba ơi ba, ba có thể cho tụi con tiền tiêu vặt được không? Nha ba. Bye ba. Các con à, ba cũng rất muốn cho các con, nhưng mà trong người ba không bao giờ có một đồng nào hết đó. Kể cả trong những lúc khẩn cấp rất cần tiền đi nữa, ba rất xin lỗi các con. Nếu như không có tiền, họ sẽ bán hết những cuốn phiên bản mới nhất mất. Chị Cha Đu, mình cần phải có một kế hoạch khẩn cấp. Kế hoạch khẩn cấp? Tất cả những câu chuyện được chọn trong chương trình đó từ trước tới giờ đều là những câu chuyện rất là hay và có nội dung rất kịch tính và hấp dẫn. Đúng vậy đó. Chính vì vậy mà chúng ta không được chọn. Em có một ý tưởng này rất là hay. Mimi à, chị nhắc nhở với em là chúng ta không có nhiều thời gian đâu đó. Người ta nói bắt chước là sự bắt đầu của sáng tạo mà. Hãy lấy ý tưởng từ những điều này đi. Mấy đứa im lặng chút đi. Mẹ đang coi tới đoạn này gay cấn hấp dẫn lắm đây nè. Cả hai đứa con đừng có ở đó mà cãi nhau nữa được không? Sự thật thì các con chính là... Là anh em. Anh em nhưng khác mẹ. Ủa, làm sao mà con biết được, hay quá vậy? Có gì đặc biệt đâu mẹ. Mẹ ơi làm ơn. Mẹ ơi làm ơn hãy cho chúng con cưới nhau đi mà mẹ ơi. Bà ấy chính là mẹ của cô ấy. Xin lỗi con, thật ra ta là mẹ của con đây. Thôi tắt tivi đi. Đã đến giờ con phải đi đọc sách rồi đó. Hôm nay xem tivi như vậy là đủ rồi. Hay quá, chị đã nghĩ ra một cách rồi Mimi à. Em mau đi với chị đi, nhanh lên. Dạ được, em biết rồi. Nè Barbie à, từ lúc nào mà em hiểu biết về tình tiết mấy phim trên tivi hay vậy? Hay thiệt đó nha. Em biết trước hết những gì người ta sắp nói ra luôn. Em cũng không biết nữa. Em lúc nào cũng xem những chương trình này với mẹ. Và rồi một ngày em có thể biết trước được nội dung. Vậy thì nếu như em cũng cùng phụ hai chị viết truyện thì đây sẽ là một câu chuyện cực kỳ hấp dẫn luôn, có đúng không nào? Viết truyện? Không phải, chỉ là mấy câu chuyện hài hước thôi. Barbie à, bây giờ cứ bắt đầu từ từ theo ý của hai chị nói nha. Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ có ba chị em. Rồi sao nữa, mẹ của họ thì như thế nào? Có một người mẹ kế già xấu xa, lúc nào cũng bắt nạt họ hết. Và sau đó thì sao? Những đứa trẻ sau này sẽ có hạnh phúc. Chuyện gì sẽ xảy ra với kẻ xấu? Người mẹ độc ác sẽ bị trừng phạt. Em thiệt là thông minh đó Barbie. Ôi đứa em yêu quý của chị, thiên thần của chị. Em lo quá đi. Bây giờ là chương trình Ngôi Nhà Hạnh Phúc. Ai sẽ là người thắng cuộc và nhận phiếu quà thưởng đây? Đây là kết quả của ngày hôm nay. Đọc câu chuyện này đã làm con tim tôi tan vỡ và làm tôi rất là xúc động. Nó đã khiến tôi phải khóc bởi vì nó rất là chân thật. Câu chuyện này được viết bởi khán giả có tên là Joy Cha Đu. Câu chuyện Ba Chị Em. Sau đây là nội dung câu chuyện. Tao im lặng đi nè, lắng nghe chú đó đọc chuyện của mình kìa. Thật ra thì chuyện gia đình của chúng con là một câu chuyện rất ly kỳ. Nhìn bên ngoài, gia đình chúng con có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng sự thật là không phải như vậy. Đó là bởi vì người mẹ kế của chúng con. Mẹ kế của chúng con bình thường thì đối xử với chúng con rất là tốt. Nhưng mỗi khi ba chúng con không có nhà, mẹ thay đổi hoàn toàn. Mẹ lúc nào cũng bắt chúng con làm việc nhà, lúc nào cũng la mắng chúng con. Chúng con đã định nói với ba, nhưng không muốn ba buồn, nên đã giấu sự thật này, với hy vọng một ngày nào đó chúng con có thể sống hạnh phúc. Cha Đu à, chú có thể cảm nhận được tình cảm của con dành cho ba và các em. Đừng mất niềm tin và hãy chờ đợi, chú sẽ gửi cho con những tờ phiếu thưởng. Gì đây, hai đứa đang làm gì đó? Mẹ đứng đây từ khi nào vậy? Mẹ à, mẹ đã nghe trên radio chưa? Có, mẹ đã nghe rồi. Trời đất ơi, không thể hiểu nổi. Đúng là một bà mẹ kế tồi tệ mà. Mẹ thấy thương cho mấy đứa nhỏ đó quá.
Hai đứa. Dạ. Hai đứa hãy thấy mình là người may mắn. Ngoài kia còn có những đứa trẻ bất hạnh. Mặc dù có người mẹ tồi tệ, nhưng lúc nào cũng hy vọng vào cuộc sống. Mimi ơi, hình như là mẹ vẫn chưa nghe tới chỗ nhắc tên của chị đó. Thiệt là may mắn quá đi. Đúng là may mắn thiệt. Em là muốn chết luôn á. Wow. Hai chị, em đã nghe thấy hết trên radio rồi đó. Ê, Baby à, có gì đâu chứ. Mẹ ơi. Của em nè. Của em. Mấy đứa à, mẹ chưa thấy cái này bao giờ hết. Làm sao tụi con có nó được? Mình đâu có đặt hàng gì đâu ta. Đây là những món quà được gửi đến từ khắp nơi. Quà từ khắp nơi sao? Chắc là anh lộn rồi. Chúng tôi không có. Đây là những đứa trẻ rất ngoan. Nhớ đối xử tốt với chúng đi. Cái gì? Dạ cảm ơn chú. Dạ được rồi, chào chú. Chắc con là cha đu có phải không? Chú đã được nghe câu chuyện thương tâm của ba chị em con rồi. Ghé xem đi chị ơi. Ba bên đây nè. Mời, xin mời. Ngon lắm đây. Chị bán cho tôi một miếng đậu hũ. Không bán. Tôi không tin được chị là một người tồi tệ tới như vậy. Tôi không bán đậu hũ cho chị đâu. Cái gì? Tại sao lại không bán? Chúng tôi đã nghe câu chuyện về chị rồi. Cha Đu à, cháu còn phải chịu đựng nhiều lắm với một người mẹ như vậy có đúng hay không? Mẹ của cha Đu à, sẽ có ngày chị bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. Trời ơi, những đứa trẻ này thì có tội tình gì. Hãy cầm cái này và chia cho các em của con đi. Cha Đu à, con có thể đến đây lấy bất cứ khi nào chị em con cảm thấy đói bụng. Trời, Cha Đu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy hả? Dạ thầy. Thôi là cái người đó đó. Ôi trời đất, thật là một con người tồi tệ. Không phải đâu, mẹ của con không phải là một người mẹ tồi tệ đâu mà. Mẹ là một người mẹ rất tốt. Khoan đã, xin hãy nghe con nói đi. Cô đã nghe tất cả câu chuyện của con trên radio rồi. Mẹ của Cha Đu à, không thể tin nổi, chị không nên là một người như vậy. Ủa? Là ai làm vậy? Đừng làm mẹ của con đau mà. Câu chuyện đó chính là do con đã bịa đặt ra thôi. Chính là vì tụi con muốn nhận được phiếu thưởng để mua quà, đều tại con hết. Đi. Có chuyện gì đang xảy ra đây vậy chứ? Bộ đây là trò đùa của mấy đứa nhỏ thiệt hay sao hả? Bọn trẻ dạo này thiệt là hết nói. Dạ con xin lỗi chú nhiều lắm. Xong chưa vậy? Rửa hết đống chén đó xong rồi thì đem đồ đi giặt đi. Mẹ ơi mẹ, con còn có bài tập phải làm nữa. Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ mà, con xin lỗi. Con là ai? Ai là mẹ của con chứ? Thôi đi mà mẹ. Mẹ không có đứa con gái nào hết trơn á. Mẹ ơi mẹ. Hai đứa đang làm cái gì đó? Còn biết bao nhiêu việc chưa làm xong kìa. Mẹ ơi, tụi con xin lỗi mẹ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
것처럼 샤랄라라라라 내 가슴속